Đối phó bằng cách nào? Anh có cách gì không? Cậu nổi tiếng là tinh danh mà không biết cách đối phó thế nào à? Có phải hiện nay các cậu đang chuẩn bị cày đất làm vụ sen canh có đúng không? Thực tình mà nói, tôi không muốn làm vụ sen canh một chút nào. Tự nhiên ôm cái vất vả vào thân mà chẳng được gì cả. Hợp tác xã Nhân Đạo, người ta chấp hành việc này rất nghiêm, từ trên xuống dưới, trong khi các cậu lại tỏ ra miễn cưỡng. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến cho huyện ủy muốn bầu lại ban quản trị. Bây giờ các cậu phải tỏ ra tích cực, hưởng ứng chủ trương của huyện ủy và chủ động đề xuất với cấp ủy. Rồi chi bộ, họp xã viên, phổ biến động viên họ, hăng hái thi đua. Hôm nào làm ấy, phải tổ chức băng cờ khẩu hiệu rầm rộ vào. Càng rầm rộ, càng ồn ào càng tốt. Đúng, có thế mà tôi không nghĩ ra. Chịu khó vất vả, là một vụ sen canh thắng lợi. Từ khâu tổ chức cho đến khi thu hoạch, có năng suất cao. Coi như nắm chắc phần thắng trong tay. Này, đừng có chủ quan. Không phải bà Chi, bà Luận tin ngay việc làm của các ông đâu. Mà nếu các bà ấy quyết định bầu lại ban quản trị, thì các cậu cũng phải tìm cách khác. Cách gì? Cách gì thì phải tự nghĩ lấy. Việc gì mà cũng phải hỏi là thế nào. Thì tôi đã tôn anh làm quân sư rồi còn gì nữa. Có mà quân sư quạt mò. Tớ nhắc lại nhớ, các cậu phải nhảy trước khi nước đến chân, mà về bản ngay với Tây Ngô tổ chức sản xuất vụ sen canh đi. Chậm ý là chi bộ sẽ họp bàn hất cả các cậu đấy. Đúng rồi. Thôi, bây giờ tôi phải về gặp Tây Ngô ngay đây. Thế không trả công tớ à? Thì chiều nay tôi mời ông Khoa và ông Hân lấy phố huyện ăn thịt chó là được chứ gì. Vậy mà lo việc đi. May quá, có cả ông Dậu ở đây. Có việc gì mà ông hốt hoảng như bị ma đuổi thế? Có gì mà phải hốt hoảng, chỉ sợ ông không có ở nhà thì hỏng hết cả việc. Ông lại định đến rủ chúng tôi đi mổ chó đấy à? Ông thì lúc nào chỉ được cái kê kích là giỏi thôi. Thế ông định tìm tôi có việc gì? Tôi muốn bàn với ông, cho họp chi bộ để bàn bằng triển khai vụ sen canh theo chủ trương mới của huyện ủy. Không biết tai tôi có nghe nhầm không đấy? Đây là một chủ trương lớn của huyện ủy nhằm cứu đói vụ giáp hạt. Sao lại không làm? Đây là lần đầu tiên hợp tác xã ta làm vụ sen canh, cho nên phải bàn bạc cho nó kỹ, từ trong chi bộ cho đến xã viên. Phải bảo đảm cho vụ sen canh thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Mấy hôm trước nhắc đến chuyện này, ông không được mặn mà lắm. Sao hôm nay ông tích cực thế? Ôi giời, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ngẫm ra tôi thấy không thể không làm vụ sen canh này được. Tôi đề nghị chúng ta làm từng bước như thế này. Hai ông suy nghĩ xem có được không nhá. Trước tiên là họp chi bộ để bàn về việc lãnh đạo. Tiếp đến là họp xã viên để phổ biến quán triệt chủ trương của trên. Và phát động phong trào thi đua, quyết tâm làm vụ sen canh này thắng lợi. Cho chi đoàn, kẻ khẩu hiệu, chẳng khắp các ngõ xóm để động viên, nhắc nhở bà con. Bác Ngô, bác Ngô, bác véo hộ cháu vào cánh tay một cái thật đau xem cháu đang mơ hay là đang tỉnh. Này, ông không tin tôi à? Tôi thấy lạ quá. Các ông cũng như bà con không tin chúng tôi là phải. Từ trước đến giờ, chúng tôi có quá nhiều khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất, khiến hợp tác xã sa sút. Trong cuộc họp tới đây, ban quản trị chúng tôi sẽ tự nghiêm khắc kiểm điểm, tự phê bình chức xã viên, để cho bà con góp ý. Nếu các anh làm được như vậy, tôi tin bà con rất hoan nghênh. Thế chiều nay chúng ta hội ý cấp ủy, sáng mai họp chi bộ có được không? Phải làm khẩn trương thôi ông ạ. Lúa gặt xong đã gần nửa tháng nay mà vẫn chưa triển khai được cày đất, làm tôi lo quá. Ta mà làm chậm ấy, nhỡ kéo qua vụ đông xuân thì chết. Cày đất xong mà giống má chưa thấy đâu, thì cày để làm gì? Nghe nói tỉnh đã lo chạy giống khoai tây cho chúng ta rồi. Để chiều nay,
chiều nay tôi sẽ gặp bí thư huyện ủy xem có chưa. Mà mặt khác, chúng ta có phải tự lo thêm. Chết thật, nói đến Ngô tôi mới nhớ ra. Hôm trước ông Côn có bảo sẽ liên hệ với hợp tác xã Hồng Vân để cung cấp giống Ngô cho chúng ta. Thế mà tôi quên khuấy đi mất. Phải xin giấy giới thiệu của huyện, rồi cử người khẩn trương đi Vĩnh Hòa để mua mới được. Thế nào Ngô, chiều nay hội cấp ủy, sáng mai họp chi bộ, có được không? Phải nhảy trước, kẻo nước đến chân thì chết đuối hết các ông ạ. Thôi được rồi, chiều nay ta họp chi bộ, sáng mai họp cấp ủy. Ông Dậu này, ông nhớ báo cho tổ đảng của ông nhé. Nếu có gặp ông Tế, nhờ ông báo sáng mai ta họp chi bộ đấy nhé. Này, bí thư huyện ủy đang công tác ở đây. Theo các ông, ta có nên mời dự họp không? Cũng phải để cho bí thư biết ông đã thay đổi như thế nào, có phải không? Hợp tác là chính. Chúng tôi chỉ là con tép riu thôi. Thôi, tôi về đây. Phải bàn với tay Doanh, tay Ngọ và tay Lấu để tổ chức họp xã viên sau khi có chủ trương của chi bộ. Thôi tôi về nhá. Này, sao hắn thay đổi đột ngột thế nhỉ? Lạ quá bác ạ. Có thể hắn thấy bí thư huyện ủy đang công tác ở đây nên muốn chứng tỏ mình là một chủ nhiệm có tinh thần trách nhiệm đấy mà. Tay này đang có mưu mô gì đây? Chứ một người như hắn không dễ dàng gì thay đổi nhanh như vậy. Mưu mô gì mà hắn ấy, miễn là hắn tích cực, năng nổ, lo cho vụ sen canh, thế là tốt rồi. Tay này xảo quyệt lắm, phải cảnh giác, không khéo thì mắc mưu của hắn đấy. Lừa ai chứ lừa dân chẳng khác gì đốt lửa tự thiêu mình. Ông đừng có lo, việc hắn hăng hái tôi thấy ông nên ủng hộ. Thì tôi có phản đối đâu. Thôi được rồi, để sáng mai họp chi bộ xem hắn nói những gì. Tôi về đây. Này này, ông đi qua nhà Tây Tế, báo cho hắn biết là sáng mai họp chi bộ, địa điểm ở nhà làm việc của hợp tác xã. Vâng. Mấy cụ già này nói chuyện hay thật. Các cậu chưa cần phải đi học ở đâu xa, mà học ngay ở dân thôi, cũng đã thu lượm được khối kiến thức đấy. Toàn những bài học thiết thực, chứ chẳng có lý luận xa xôi gì. Cụ Hồ đã nói, làm học trò của quần chúng thì mới có thể làm thầy của quần chúng. Phải học tập dân thì mới lãnh đạo được dân. Càng ngẫm càng thấy lời ấy chí lý thật. Thế theo hai cậu, các cụ bảo chia đất hoang ở chân rừng cho dân khai phá trồng trọt, rồi nộp một phần hoa lợi cho hợp tác, có được không? Không thể làm thế được đâu bí thư ạ. Vì sao? Đất đai là sở hữu của tập thể, không thể đem chia cho cá thể được ạ. Cậu Đại thấy thế nào? Dạ, em đồng ý với anh Khánh ạ. Nếu lấy đất công, đem chia cho cá nhân, mà làm ăn riêng lẻ, là vi phạm chủ trương, đường lối của đảng đấy ạ. Hai cậu có nói thật lòng không đấy? Chúng em nói thật đấy. Tớ đây tin. Các cậu nói đúng với lập trường quan điểm, nhưng không đúng với lòng mình. Tớ đi guốc vào trong bụng các cậu rồi. Các cậu nói như những con vẹt, chẳng qua là sợ tớ phê bình mà. Thật ra các cậu đều thừa nhận những lời nói của các cụ ở Thạch Lôi là rất hợp lý. Đúng thì nhận đi. Em thấy hàng chục hectare đất chân rừng bị bỏ hoang thì đúng là phí quá. Nhưng lấy để chia cho các hộ thì em thấy nó thế nào ấy? Các cậu đang phân vân giữa việc có thể giao đất cho các hộ làm hoặc không chứ gì? Đúng thế đấy ạ. Thế bí thư nghĩ sao ạ? Thế nếu tớ hoàn toàn ủng hộ ý kiến các cụ ở Thạch Lôi thì các cậu có phê bình tớ là đi ngược đường lối của đảng chết không? À, dám phê bình bí thư tỉnh ủy ạ? Không dám phê bình trước mặt, nhưng chửi sau lưng chứ gì? Dạ không ạ. Chỉ dám khen bí thư sau lưng thôi, chứ không dám khen trước mặt, bởi vì sợ bí thư mắng. À. Chứ còn chửi thì tuyệt nhiên không có đâu ạ. Có nghĩa là những việc làm của tớ, các cậu muốn chửi nhưng không dám, đúng không? Ê, ôi, không có chuyện đấy đâu ạ. Có đấy. Một số tay lãnh đạo ở huyện, xã và hợp tác xã làm ăn chẳng ra gì. Bị tớ mắng, tuy không dám cãi, nhưng nhìn vào mắt họ,
Tớ biết họ căm tớ lắm. Bây giờ tớ trả lời câu hỏi của các cậu nhé. Tớ hoàn toàn tán thành với đề nghị của các cụ. Khách quan mà nói, hợp tác xã Thạch Lôi không thể quản nổi hàng chục hecta đất chân rừng. Nhưng đem chia cho dân thì bố bảo đứa nào dám. Nhìn đất bỏ hoang xót ruột thật đấy. Nhưng cũng đành phải chịu. Vì cái dây xích đường lối đã trói chặt chân tay người ta lại rồi. Có đúng vậy không? Như vậy là bí thư cũng không dám chia đất chân rừng bỏ hoang cho xã viên canh tác phải không ạ? Sao lại không dám? Nếu tớ là chủ nhiệm hợp tác xã Thạch Lôi, tớ có cách làm mà chẳng có ai nói gì được cả. Bí thư ở cương vị cao nhất tỉnh, có làm sao cũng chẳng ai người ta dám nói. Còn chúng em thấp cổ bé họng thì nó lại khác. Cậu là trưởng phòng nông nghiệp huyện, cậu có biết chuyện làm ăn của hợp tác xã An Lưu không? Em thường xuyên lên xuống An Lưu, làm sao mà không nắm được ạ? Thế theo cậu, thằng An Lưu có chỗ nào làm sai với quy định của Trung ương về quản lý hợp tác xã không? Em không thấy sai ở chỗ nào cả. Thế việc Tây Khương, chủ nhiệm hợp tác xã, giao khoán cho các đội sản xuất, tự cân đối kế hoạch sản xuất của đội mình, rồi từ đó giao khoán lại cho tổ, cho hộ, đúng sai ở chỗ nào? Thế bí thư đã biết chuyện khoán của hợp tác xã An Lưu rồi ạ? Hợp tác xã nông nghiệp có hàng trăm hộ dân, chứ có phải cái kim đâu mà các cậu giấu mãi được. Mà cái kim để trong bọc lâu ngày cũng thòi ra. Này, tớ nói cho các cậu biết nhé. Đã hai lần tớ xuống An Lưu để tìm hiểu rồi đấy. Nhưng tớ dặn Tây Khương đừng nói với các cậu, nên các cậu cứ đinh ninh tớ không biết chứ gì. Dạ, em chịu bí thư rồi. Cậu có biết vì sao tớ biết chuyện làm ăn của hợp tác xã An Lưu không? Có ai đó phản ánh lên tỉnh ủy phải không ạ? Chẳng có ai phản ánh cả. Hôm tớ về thăm con sơ tán ở Lộc Hà, trên đường đi tớ thấy các cô gái chở lúa. Tớ dừng lại xem, thấy lúa tốt quá. Hỏi chủ nhiệm hợp tác xã là ai. Thế là hai hôm sau tớ mò xuống An Lưu ngay. Tài Khương lúc đầu cũng hốt, nhưng thấy thái độ của tớ nên yên tâm và kể hết cho tớ nghe. Năng suất vụ mùa vừa rồi An Lưu đạt được bao nhiêu tấn một hecta nhỉ? Báo cáo bí thư, đạt 3,5 tấn một hecta. Tuyệt vời. Đấy, các cậu thấy không? Chỉ cần làm một vài động tác điều chỉnh lề lối sản xuất là vực năng suất lên ngay. Cậu Đại, có dám mạnh dạn làm ăn theo kiểu của thằng An Lưu không? Dạ, nếu có gì sai sót, bí thư đừng phê bình, thì em sợ gì mà không dám làm ạ. Làm việc gì cũng nghĩ đến cái bụng của dân, thì chẳng việc gì mà sợ ai.